hay là A băng dài phía bên trái của màn hình? Thầy kia đang suy tính tất cả các tình huống. Họ đang dẫn rất sâu. Và không có gì khó hiểu nếu như họ chọn một phương án là công luôn trong tình huống này. Mà thực ra là cũng không biết là chạy đi đâu nữa khi con bi số 3 đang nằm ở gần cửa lỗ và chỉ còn có 4 bi mục tiêu trên bàn nữa thôi. À, băng dài bên trái rồi. Không chạm 3 của A băng không thành công và quyền đặt bi cho Đà Nẵng. Kể cả có ghi được điểm ở ván thi đấu này thì ván thi đấu sau Hà Nội vẫn có quyền phá bi. Nên họ không có gì phải vội. Hai bi nữa. Đây rồi, chân công trình bi số 9. Tỷ số là 48 cho Đà Nẵng. Hoàng Phong thì đến xếp hạng à. Ôi, nói thế như Phong Nam đánh hay mà các bạn. Bây giờ nhiều cầu thủ hạng A chưa chắc là ăn được Phong Nam đâu. Mà bây giờ Phong Nam còn đang nhận lương tuyến của Đà Nẵng nữa. Tuyến 1 của Đà Nẵng nữa thì không có lý do gì để Phong Nam xếp hạng A cả. Ván thi đấu thứ 13 sẽ là cú phá của Đỗ Thế Kiên. Liệu Kiên Pháp có một cú phá thành công ra hình và đi chấm hay không? Ván thi đấu thứ 13. Cú phá của Kiên Pháp. Đây rồi. Đây rồi. Vâng ạ. Một cú phá hợp lệ và có hình. Sẽ khó một chút trong tình huống 2 3 4. Đỗ Thế Kiên cần phải cắm trô khi bắn con bi số 2. Khoảng cách là với anh đã lấy nối rồi. Ok, đã có má con bi số 3. Tiếp theo có lẽ sẽ lại là một pha cắm trô nữa mà thôi. Được, con này có thể đánh một băng ra cũng được nhưng mà anh Kiên Pháp đang bù má phê phải. Có lẽ sẽ là cắm trô trực tiếp. Vâng ạ. Con cái văng song song với băng ra chưa đúng với ý đồ của Kiên Pháp cho lắm. Nhưng vẫn là một má thuận để thực hiện một pha táng một băng điều năng.
Mọi thứ đang rất thuận lợi cho Hà Nội để ghi điểm số cuối cùng mà họ cần. Chức vô địch chỉ cách họ có 4 con bi mục tiêu nữa mà thôi. Đứng cái đây rồi. Một cú cúp nhẹ nhàng như đẩy xe hàng và Đỗ Thế Kiên lỗi má con bi số 8 rồi ạ. Má này chưa được thuận lắm rồi và có lẽ sẽ là một pha cu lê cúp áp phê trái hai băng. Không, anh ấy vẫn chọn là đường rút. Vẫn chọn đường rút. Bổ dưa rồi. Lực này thì chắc chắn là bổ dưa rồi ạ. Một con bi số 9 cuối cùng. Đỗ Thế Kiên có thành công hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem nào. Con bi số 9. Giữa lỗ rồi và xin chúc mừng đội tuyển Hà Nội. Xin chúc mừng Đỗ Thế Kiên và Nguyễn Anh Tuấn. Họ đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng của Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 ở nội dung 9 bi đôi nam. Chiếc huy chương bạc thuộc về đội tuyển Đà Nẵng. Đỗ Hoàng Quân và Nguyễn Hoàng Phong đồng huy chương đồng, đồng hạng 3 sẽ là đội tuyển Bà Rịa Vũng Tàu. Lô Văn